thật ra nghĩa là đẹp đi à, không như đẹp thì không phải đẹp. Để em đã chốt đẹp rồi thì em cũng phải cố gắng để nuôi sống con. Em sẽ không bỏ dơ co để đi người khác nuôi và người khác trực mà. Để cho em thêm một tấn xi nữa. Ui! Ui! Không ném thế được, không ném thế được đâu. Như xét hả? Tớ bảo là cái to mà. Thế thì phải xét thôi. Đỡ tay thôi, đỡ tay thôi. Chuyển tay nhau thôi. Chuyển tay nhau thế này. Cái này không mời ra được ấy rồi. Đón Tân Hiệu các bác ạ. Chắc giờ này thì chắc gần đến rồi. Đây có dưa không nhỉ? Em không biết là có hay không. Em không hay tìm thế. Xuống tìm một quả nào. Xuống tìm được một quả cho anh này. Anh gọi Sùng là đại ca. Không. Xin chào tất cả các bác nhá. Xin chào các bác. Hiện tại thì anh em đang đi lên trên đường kia để đón vật liệu các bác ạ. Và đi qua một cái vườn thì nhìn thấy khá là nhiều dưa nhưng mà chưa có ăn được các bác. Còn bé quá. Chưa có quả nhiều hay sao? Và ở video trước thì em Giang cũng chia sẻ với các bác đó ạ. Bây giờ anh lấy quả đào đó. Nhìn quả này ăn được. Đào này ăn được mà. Vâng. Mà cao quá nhỉ. Em thật ra em cũng đi trèo cây nhiều để em ý. Ở đây canh quả. Vâng. To hay nhỏ hay anh? To chứ. Lái quả. Ý. Từ từ nhá, để anh chỉ cho. Chỉ thế nào? Quả nào to nhất? Ở đây, lấy quả được. Được, em không được. Ăn đâu. Anh nhiều rồi mà. Ôi, quả này ăn được rồi.
Đào ở trên này các bác thì nó là đào tự nhiên thì... nó tự nhiên sống mà nó trí trận ăn đi à, chỉ cần lâu lâu bột lâu lâu qua người chứ là ăn được rồi. Xe vật liệu vẫn chưa đến đây các bạn. Tôi, hay yêu là chỗ. Lấy mẹ chỗ thiết. Phải ngồi chờ à? Chắc cũng phải ngồi chờ, thiên đế mình ngồi chờ. Sao ở dưới kia mát và lên trên này nóng quá nhỉ? Đi xa bên này ra để ngồi đi. Ngồi đây dần rồi. Không quả dưa nào. Đến thời điểm bây giờ các bác thì có một số thông tin về vợ của em Sùng đã gọi là lấy chồng mới rồi. Cái này thì để em Sùng sẽ nhờ người nhà để đi ra bên kia để xác minh cái thông tin này có là sự thật hay không. Nếu như mà em Dậu mà có đi lấy chồng mới thật thì anh em sẽ thông báo lên trên kênh cho các bác nhé. Ngồi xuống đây, ngồi nghỉ đi đã. Em cảm thấy anh ăn rất là ngon luôn nhỉ. Ngon mà. Đi đâu rồi? Ăn quả đào xong lại làm lòng ngộm nước. Giờ thì anh em ngồi đây đợi cái vật liệu đã. Đấy, thanh niên kia gọi điện thì bảo là đăng lên rồi nhưng mà đợi lâu quá. Ôi trời. Bên trên này bắt đầu nóng nóng rồi, bắt đầu người toát mồ hôi. Ở dưới nhà Sùng kia thì kiểu là nó ở cái sườn đón gió các bác thì gió về nó rất là mát luôn. Thế bà nó bị ốm như thế thì hôm qua có mua thuốc gì cho nó chưa? Em cũng... thật ra là em cũng hiểu tí tham thuốc ấy. Thì em tự đi tìm như là cỏ xanh xanh như này thôi. Trong Nam thì? Để cho vào mồi, cho con nhai để ẩm cái mồi thì khát đỡ. Nhưng mà mồm lưỡi nó bị làm sao? Bị kiểu như là phổi lúc đỏ đỏ ấy. Phồng lên á? Vâng. Nó có bị, nó nhiều bị nhiều cục không? Có ba bố cột hai giá thì lâu để tí em thế thì tí chuyển vật liệu hết thì anh đi vào trong kia, đi vào trong nhà bố của em ấy, anh chụp ảnh vào xong là anh đi xuống kia để anh mua thuốc cho. Nếu cứ thuốc nam thì nó vẫn khỏi thôi nhưng mà nó lâu ấy. Thế thôi mình tính đến bài thuốc tây cho nó nhanh gọn lẹ. Từ hôm mà đưa con về thì bên ngoại có ai sang thăm không? Thì bên ngoại thì bố ngoại và mạnh ngoại vẫn đi thăm bình thường nhưng mà cũng mấy hôm trước thì bố mạnh ngoại hay về thăm con nhưng mà bảo em là muốn đưa con đi ra nhà ngoại để mẹ khác tự đưa đi nuôi nhưng mà em lại không cho đi bờ. Là em đẻ, bà hai vợ chồng đẻ thì nếu vợ không ở thì em sẽ không cho con đi và em sẽ tự nuôi và sẽ tự kiếm ra đồng tiền để nuôi con lớn lên.
Cái này em cũng không mong muốn cho vợ đưa con đi, sợ là đi lấy người khác thì không yêu thương bằng người mà mình đã đẻ. Có tức nghĩa là về thăm nhưng mà xong là bắt đầu có vấn đề và là lấy con đi về á? Vâng. À, kiểu là đòi quyền nuôi con đúng không? Vâng. Thì cái này thì con trai theo bố, con gái theo mẹ, nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì nó cũng không quan trọng cái đấy nữa. Thì em cảm thấy là cái em khả năng, đủ khả năng em nuôi ấy, thì em sẽ nuôi. Thứ nhất là gì? Là nếu mà bây giờ nha, anh phân tích cho là bây giờ đúng không? Bây giờ hai vợ chồng không ở với nhau nữa. Kể cả bây giờ con nó về ở với ông bà ngoại thì cũng được yêu thương thôi, nhưng mà nó cũng thiếu đi gọi là tình yêu của bố mẹ. Đó. Khi mà đã mất mát, gọi là nếu mà ví dụ đúng không? Như cái đi, cái vợ cũ bỏ đi, đã thiếu mất tình cảm của mẹ rồi, mà bây giờ cái bảo là lấy con của cái đi gửi bên ngoại cũ kia thì nó lại gọi là con nó lại coi như là không có tình cảm từ bố mẹ rồi. Thế thì sau này nó lớn lên nó sẽ là có một cái tâm lý nó khác người bình thường. Mà cái thứ hai nữa là bây giờ nếu mà dậu nó mà đưa cái bà bé bà ấy mà về bên đấy sống với dậu, thì cái giả thiết là gì, là nếu mà dậu đi lấy chồng thật đúng không, bây giờ mà nó về đây nó đón bà về ở với nó thì em cũng không yên tâm được. Thứ nhất là bây giờ đi lấy chồng mới thì chắc chắn rồi, là đi lấy chồng mới thì ít người để gặp được một người gọi là yêu thương con riêng của vợ lắm. Đấy. Ít người làm được. Cái này... cho nên là thôi em nuôi đi. Đấy, cứ nuôi đi. Bởi vì là em còn có kinh tế là gì, là làm xong nhà thì em còn đi làm của bọn anh, em còn có kinh tế, mọi cái em lo được cho gia đình. Còn nói thẳng như kiểu vợ em nhé, dậu ấy, nếu mà không có anh chị lên, không có các bác giúp đỡ, thì liệu dậu nó có được ngày như ngày hôm nay không? Đấy, đi lấy chồng mới thì liệu một tháng có kiếm ra được 2-3 triệu hay không? Đúng không? Hay là hai vợ chồng chỉ đi đập đá một khối một ngày được 50.000? Đúng không? Đấy, cho nên là em đủ kinh tế, em đủ khả năng em nuôi con thì em sẽ nuôi con thôi, em đừng cho dậu nuôi. Nhất là dậu thì nó là một đứa ít nói rồi. Xong rồi sau này đi ra bên kia đúng không? Chồng con chửi con mình. Xong rồi nó cũng không biết nói gì, chỉ biết đứng nhìn thôi, nó tội cho con mình lắm. Vâng, thật ra thì cái này em cũng mong muốn là con mình bị người ta ghét thà là chửi. Em làm một người đàn ông, em đệ ra em nghĩa là có quyền nuôi. Thật ra em có trách nhiệm nuôi nó cao hơn thôi, để các bác thông cảm. Thật ra nghĩa là đẻ được không nuôi được thì không phải đẻ, để em đã chốt đẻ không? Rồi thì em cũng phải mà cố gắng để nuôi sống con. Đấy, thì em sẽ không bỏ dơ con để đi người khác nuôi và người khác chịu mắng. Rồi đấy thì em nuôi con là hợp lý nhất, đừng cho dậu nó nuôi, anh khuyên một câu luôn. Vâng. Bây giờ còn đi, bây giờ còn quay lại để đòi con. Đòi con làm gì? Nếu mà đòi con thì hôm đấy rồi đưa nó về làm cái gì? Khổ nó ra, tội nó ra làm cái gì? Bây giờ nó còn bé, nó biết cái gì đâu. Vớ vẩn. Thôi, tốt nhất là không có đi đâu cả. Bà ở với em, không có chuyện gọi là đi nhà chồng mới của dậu ở sướng hơn đâu. Sau này bị đánh, bị đập, bị chửi, ai biết được. Tốt nhất là cứ ở với em. Xe gạch thì đã đến nơi rồi các bạn. Xe này thì không thể đổ được, cái mà đổ xuống ấy thì là nó sẽ bị vỡ rất là nhiều, thì đến lúc mà nó không đủ thì phải lấy thêm ấy, thì nó cũng gọi là kinh tế của mình thì hơi thiếu, cho nên là sẽ chịu khó là bà con cùng nhau để bốc xuống luôn thôi.
Khi đấy à? Ô, đầu đi lắm. Mà có chút đặt sau này cũng được mà. Nhớ khó này à? Nhớ khó tổ bó tình này sẽ à? Khi anh ở mẹ tôi không khai mà. Chắc là phải mở cả hai bên rồi. Sáng mai chở luôn cho em nhé. Bây giờ xiết đi. Sáng mai cứ chở luôn một xe nữa đi. Bây giờ là 1050 rồi. Đúng rồi. 1050 nhà này nó phải lấy tầm 1.700 mới đủ. Vứt thôi, không cần xiết đâu mà. Không lấy đâu. Làm móng gạch mà không phải là móng đá đâu. Nó nhà nó cũng như nhà của cái luôn. Chở cho em thêm 1 tấn xi nữa. Ôi. Ôi. Không ném thế được đâu, không ném thế được đâu. Như xe à? Đáng bảo là cái no mà. Thế thì phải xét thôi. Đỡ tay thôi, đỡ tay thôi. Truyền tay nhau rồi. Truyền tay nhau một tí là được. Cái này không mở ra được anh ơi. Cái này không mở ra được à? À khó. Truyền xuống đi. Nhưng mà đừng ném chúng xuống dưới chân anh nhá, đừng ném chúng cái bàn chân của anh. Bốc như thế này từng viên một thì cũng tốn cơm phết các bạn ạ. Sáng thì được bát mì thôi, trưa thì chưa có ăn cơm gì cả. Chưa thì em ăn tí mé rồi. Ô nhưng mà ăn mén mén nó khỏe lắm. Vâng. Chưa hết được đâu. Một xe gạch không phải ít kêu. Ôi. Cái này mà đổ thì chắc là hỏng mất nửa xe mất. Vậy nên là thôi. Tại vì là sáng nay thì anh Hờ anh cũng có bảo là gạch này non ấy. Thì cho nhờ bà con để xuống bốc hộ. Mình cố chịu khó để xếp một tí không sao. Để thôi. Không thì một xe 350 mà nó lại hỏng mất 200 thì nó chẳng có gì nữa. Sắp hết xe chưa? 1050. Có viên nặng lắm. Sắp hết rồi. Còn mấy viên nữa rồi. Thế nó nhàn tổ. Chiều nay thì tại vì là đường nó đi xa quá thì chắc là chiều nay thì không chở được chuyến thứ hai nữa rồi các bạn. Nên là thôi để sáng mai chở luôn một thể, đi sáng mai là chở cả xi này, cả gạch nữa vào thì
hai xe gạch nữa là sẽ đủ rồi. Đợt vừa rồi nhà em cấy thì lấy 2.000 thì cũng còn thừa, ôi cũng còn thừa hơn 100. Nhà Sùng thì cũng chắc là cũng sẽ phải giảm bớt thôi. Có gạch này là ưa nhẹ, gạch này không ưa nặng, ưa nặng là nó hỏng ngay. Cú mông luôn. Hết chưa? Còn nửa xe nữa. Còn một tí nữa là xong rồi. Xe gạch thì chưa bóc xong 10 phút đã xong rồi. Nhưng mà bây giờ thì còn đến cái khâu vận chuyển xuống ý kiến nữa. Hôm nay có nhờ được bà con để chuyển luôn không? Thì để ngày mai đi, em mai lên một xe nữa để làm cho nó một ngày nữa. Thế thì phải để gọn nó vào nhé. Vâng. Đợi đến hơn 6 kìa. Đợi tí nhá, 6 kìa. Viên là 6 đường thả. Mấy giờ em lên đến trên đây? Em có 8-9 giờ em lên đến đây rồi, mai không có việc gì đâu em ơi. Thì anh cứ chở vào lúc nào cũng được anh nhé. Ừ, anh cứ chở vào đi xong là... Thế anh giúp em chở từ xa xớ đi. Bờ... Anh chở sớm hơn cho em đi. Xám xớ đi, bờ mai có người đông để làm ấy. Vâng. Vâng, anh cố gắng hộ em xớ tí. Lấy tài mới à? Có tài mới à? Có bác tài mới à? Có thân đệ. Sướng nhà, bây giờ thành sếp rồi đấy. Thế thì mai cứ chở cho em đi xong à. Wow. Từ từ đếm bảo đó. Lấy thêm cho em 1 tấn xi nữa nhá. Chả như thiết luôn. 1 tấn xi này. Với lại 1 tấn xi này với vì là hôm vừa rồi nhà cái lấy bằng đấy thì nó cũng thừa ấy. Thì chắc là em xuống lấy 1 tấn nữa. Lấy 1 tấn với lại lấy cho em mai bây giờ là 1.050 à. Nhìn mai nếu mà chở một xe nữa là 1.400 đúng không? Căn là tùy, sao dấu tùy xe. Căn là cũng có tùy xe. Thôi gái về, cứ về đi xong là tối nay em gọi điện cho anh. Chế, tí chế, em về là nó cho bé. Xong là tí em tính toán em như thế nào xong là em gọi điện cho anh nhé. Chạy cho mốc, khỏi chạy cho mốc. Nhưng em nhắn tin hay nhắn muộn lắm. Nhắn muộn được. Căn là tùy xe hả? Em không, tầm đấy em chưa có thời gian đâu. Căn là tỏ tùy bớt, xài cho nó. Làm gì chưa về đến nhà hay là giờ đấy em chưa về đến nhà đâu. Thì à. Cái thế chín là thế chỉ thôi. Thành niên này. Quần đâu? Cái này đâu? Quần đâu? Mặc quần cho nó đi. Mắt chằm chằm. Thôi đi, chuyển số đi. Mỗi người một viên nhá. Mỗi người một viên thôi. Ít lên ký lắm rồi, dưới ký lắm rồi. Đi. Ây à. Viên gạch này cũng không phải là nặng, không phải là nặng mà cũng không nhẹ các bác. Nó rơi vào tầm đó 18-20 cân gì đó. Chung là tầm này đói rồi thì đi thì vẫn đi được thôi, nhưng mà cái chân của nó cứ kiểu bị rung bị run hết chân, nhất là đi xuống dốc như này. Viên gầy này cũng không nặng không nhẹ bình thường mà. 18-20 cân xuống bao nhiêu? 18 cân à? 18 cân đấy. Ờ. Đúng rồi, 18 cân đấy.
17 cân, kiểu như là không phải cân để người ta đóng này. Ừ. Thì một viên nặng, một viên sẽ nhẹ hơn. Ngày mai thì sẽ chuyển nốt vật liệu các bác ạ. Hôm nay thì bà con cũng bận việc ấy, nên là bà con không có giúp được. Ôi trời ơi, đau vai đấy nhỉ? Đau vai lắm, không có cái gì để đệm. Lì thiếu. Bây giờ vào vác được một viên từ trên kia xuống đến đây, ném úp phát xuống nó lại gãy thành đôi, thì lúc đấy thì là ôi dồi ôi, mất công ô. Thì con gái thôi, thôi xem con gái gì. Nóng đấy nhỉ? Nóng. Nó không nắng đâu nhưng mà kiểu bị nóng oi oi kiểu này mới khó chịu này. Kiểu như là nắng hẳn thì không sao mấy. Ừ. Là một lớp dần một lớp nám này. Mò dề thì không nói nữa, mò dề thì tầm này đi mò dề. Hôm qua anh làm cái anh đạt yên mình cũng thế. Lúc đấy nhưng không chịu được, không được xong bàn tiếp tục trải đi. Ở trong thị trấn không nóng bằng mậu dề đâu, mậu dề. Đúng rồi. Mậu dề nhá, giờ nó phải nóng ngang Hà Nội luôn. Càng có gió thì càng nóng. Bây giờ là xuống thế cũng còn nóng rồi. Em đi xe em còn tắt mồ hôi, em nói thật luôn. Em đi xe em tắt mồ hôi mà đi mò dễ. Có khi đi bộ và không nắng, không nóng như đi xe. Đi bộ đi xe tầm 12 giờ trưa đi bộ mò dễ thì có mà ngất đấy. Sao là đến lúc 11 giờ xong là trở về. Ồ, không chịu được đâu. Nó bắt đầu từ kéo hẹn đi kìa, là bắt đầu nóng rồi. Phút ra tới hóng rồi. Cầm cứ từ kéo hẹn đi là bắt đầu là không được. Ui, tay em bị sao ấy nhỉ? Đó. Luôn. Em không uống nước nhiều, anh cũng bị mà. Uống nước nhiều vào, uống thì đừng uống nước ngọt. Cho cái chi sữa, sương đấy. Thiếu vitamin C. Em nữa đi xuống. Nắng. Không, em nữa đi xuống kia anh lấy cái xe sủi kia cho, cái bổ sung vitamin C kia kìa. Cho uống, pha một ngày 2 lần, sáng 1 lần, chiều 1 lần, không uống buổi tối. Uống buổi tối. Vitamin C cho ngày giáp phơi nắng 12 giờ trưa nhỉ? Nhưng mà thật ra là em không biết làm như nào, cứ thế mà nắng cũng đi, kiểu như là lúc nắng mưa cũng đi, kiểu như là có việc. Nói chung là bây giờ một mình thì chắc chắn làm việc nó sẽ nhiều hơn ở nếu mà có cả vợ nhà thì một cái thì nó không sao đấy, thì hai vợ chồng đỡ đần nhau thì công việc nó sẽ suôn sẻ và nó trôi chảy hơn. Nhưng mà bây giờ thì tình trạng bây giờ thì chắc chắn là nó sẽ tốt hơn rồi, thôi thì cố gắng, nó cũng chỉ là qua cái thời gian làm nhà này thôi. Nhưng mà anh bảo nhá, cái thời gian làm nhà này đi đâu thì để ý một tí, cẩn thận một tí, bởi vì là nó có hạn mà. Mình không phải là mê tín đâu, nhưng mà cái hạn làm nhà là ở đâu cũng có. Như các bác ở dưới xuôi cũng thế rồi đó. Khi mà các bác làm nhà thì chắc chắn là sẽ có một vận hạn nào đó, nó không đến với mình sớm thì nó cũng đến với mình muộn. Như em cấy thì bây giờ thì nói chung là cũng tai qua nạn khỏi rồi. Nhà thì bây giờ thì gạch lên đủ rồi, gạch thì ngày mai lên nữa là đủ rồi. Thì anh tối nay anh về thì anh sẽ tính toán xong lấy đêm lấy đôi tổ hợp bao nhiêu gạch thì nó chỉ lấy đủ thôi, không lấy thừa nữa. Thì chắc là tầm khoảng 1.600-1.700 thì chắc là nhà em sẽ đủ rồi, không cần đến tận 2.000 như nhà cấy đâu. Nhà cấy được rồi làm thì nó cũng thừa, giờ cũng hơn 100, gần 200 mà đúng không?
Đấy, nó cho nó thừa nhiều, nó phải thừa ít. Lúc có cho cái bớt mai thì khi mà cho chơi lên cắt chặt một cái nữa các thứ nó lên đầy đủ ok thì là anh em thợ giờ cũng cấy xong hết rồi ấy. Thì anh cứ gọi mấy anh em thợ để lên làm luôn. Chắc là đợt thợ này có khi là đợt thợ mới đấy, không phải là thợ mấy anh em thợ ngày xưa làm cho nhà cấy đâu. À, cũng là đợt mới mà. Mấy anh em kia vì về thì bây giờ mới bắt đầu đang cày cái thứ ấy thì sợ là đang làm xong là nhà lại cấy thì lại phải về xong lại mất thời gian ra ấy. Đấy, thì tiến độ công trình của mình làm nó lại bị chậm lại cho nên là sẽ cho anh em người Mông đi làm cho em luôn. Cũng là người Mông đó. Nhưng mà họ ở dưới kia là họ biết trồng lúa. Đấy, gần thị trấn mà. Thì họ trồng lúa mọi cái trồng đang cấy nên là chưa có lên được. Thôi thì mình để mấy hôm nữa đã. Đây các bác đây. Thì anh em cũng đã nghe theo lời của gia đình, tôn trọng ý kiến gia đình và các bác khán giả đóng góp ý kiến ấy thì anh em cũng đã sửa lại hết ngôi nhà rồi. Có lẽ lần thay đổi này sẽ là lần cuối cùng khi mà anh em thay đổi cái mẫu thiết kế này các bác nhé, bởi vì là nó cũng quá tam bao bận rồi, 3 lần rồi. Lên trên này để cho các bác nhìn kỹ hơn về ngôi nhà thêm 1 tí nữa. Rồi thì em Sùng thì bây giờ còn bà con mọi cái nữa thì thôi cho em Sùng tiếp bãi bà con. Thì thôi không có cái hình cùng Sùng nữa. Phần này thì nước này thì cũng còn khá là nhiều. Thì chắc là bằng nước bằng này thì sẽ đủ để làm nhà thôi. Hôm vừa rồi thì cũng có nói chung là người không tốt về để chọc thùng cái bạt, không là không còn nước nữa. Hôm vừa rồi thì nói chung là cũng không mong muốn cả. Hãy gạch thì hôm nay thì lên được 1050 viên. Đấy, nhìn được 1050 rồi. Ở đằng kia nữa, xi nữa. Mọi cái thì nó cũng hòm tất cả mọi cái rồi. Và bột đá này, đấy thì cái phần móng nhà thì sẽ lên trên này để nhìn rõ hơn này các bác này. Đây nha các bác nhá, đây là phòng bếp. Đấy, bếp nhà vệ sinh này. Bên kia là hai phòng ngủ này. Đấy, hai bên kia là hai phòng ngủ. Và phòng giữa này là phòng khách. Thì phòng khách nó sẽ rộng hơn phòng khách của nhà cấy các bác nhá. Đấy. Em Sùng thì nói chung là cũng khi mà vợ không có nhà ấy thì em cũng đã rất là chủ động rồi là mọi cái em cũng lo tấn tật tật tật, bởi vì là làm nhà mà các bác cả đời chỉ có một lần thôi thì em ấy cũng nghĩ là các bác cũng thương em, cũng thương gia đình thì giúp được ngôi nhà thì cái gì thì cái cũng phải cố gắng. Thì hiện tại thì em ấy cũng cố gắng hết sức rồi. Thì có nhiều sai sót nữa thì rất là mong các bác sẽ bỏ qua cho em Sùng và anh em trong team. Có thể là anh em đi làm chương trình như thế này thì còn rất là nhiều cái thiếu sót nữa. Vậy nên là rất là mong các bác sẽ để lại ở phần comment để bản thân em Giang sẽ hoàn thiện hơn về từ lời ăn tiếng nói. Bởi vì là em thì một người gọi là rất là trẻ, năm nay có hơn 20 mấy tuổi thôi. 23, 24 tuổi nhưng mà cũng còn rất là trẻ và còn non dại nữa thì có cái nào không đúng, không phải thì rất là mong các bác sẽ đóng góp ý kiến cho em Giang trực tiếp, gọi điện trực tiếp cho em Giang cũng được qua số điện thoại của kênh ấy các bác là 0382666822 và 0585232323, hoặc là các bác có thể để cái ở phần comment một cái bình luận cho em Giang thôi là em Giang sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn. Nếu như các bác mà không có đóng góp ý kiến cho em Giang ấy thì sẽ không thể thay đổi được, bởi vì là chính bản thân mình cũng không thể nhận ra được cái lỗi lầm của mình mà các bác. Vậy nên là rất là mong các bác sẽ đóng góp ý kiến để cho em Giang hoàn thiện bản thân của mình hơn. Rất là mong các bác sẽ đóng góp ý kiến ạ. Và nhà em Sùng thì có thể là trong 1-2 ngày tới khi mà vật liệu nó đã lên đủ rồi thì anh em sẽ tiến hành là xây nhà. Và không còn lâu nữa thì bắt đầu mà xây rồi thì chắc là được tầm khoảng gần một tháng nữa thôi là tầm 20 ngày nữa đó các bác ạ là sẽ xong nhà. Thì lúc đó thì mấy anh em sẽ đi làm cùng nhau thì đến lúc đó thì kinh tế gia đình mọi cái thì nó sẽ ổn hơn rất là nhiều. Và như em cũng đã chia sẻ rồi đấy ạ, nếu mà cái việc mà bây giờ gia đình bên ngoài của em Sùng mà quay lại để đòi quyền nuôi con ấy thì anh em trong team cái này anh em bắt buộc anh em sẽ phải vào can thiệp là không cho. Bởi vì là thứ nhất, nếu mà sau này dậu mà đi lấy chồng khác thì chắc chắn rồi là có chồng mới, có con mới, có con rồi, con riêng rồi thì con riêng thì chắc chắn là sẽ bị đối xử thế này thế kia, cho nên là anh em sẽ cũng không có yên tâm. Và nên là anh em sẽ can thiệp vào cái việc này các bác nhé. Tuy nó là việc gia đình thôi nhưng mà khi mà anh em đi thực hiện chương trình như thế này thì anh em có phải có trách nhiệm để anh em
bảo ban các em cùng nhau làm ăn chứ không có được thế này thế kia. Đó, rất là mong các bác sẽ thông cảm cho anh em. Và bây giờ thì thôi, em Sùng cũng có khách nữa thì các anh em cũng đi về thôi các bác ạ. Bởi vì là hôm nay thì giờ cũng chưa là muộn đâu, nhưng mà bà con là phải đi về để cắt cỏ mọi cái nữa. Thì tầm chiều như thế này chắc chắn là bà con ở trên này thì bà con sẽ không có hộ được đến tối được rồi. Nên là em Sùng sẽ phải nấu cơm mọi cái nữa thì thôi anh em đi về. Đấy, ngày mai thì sẽ lên trên này để ghi hình sớm cho các bác cùng xem với các bác nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo trên kênh Ahuan TV. Xin chào các bác.